Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay cửa hàng sẽ live bên quán 289. Hiện tại cửa hàng đang tốn hết dòng xe ga, xe côn, xe số và bên cửa hàng 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương ạ. Chào Phương Anh nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể ạ. Hiện tại cửa hàng đang dồn tất cả dòng xe SH theo ga từ quán 237 Ngô Quyền chuyển sang quán 289 Ngô Quyền để chở dưa ạ. Mọi người có thể qua cửa hàng để xem xe trực tiếp, đi thử chạy thử ạ. Xin chào Duy Phương nha. Xin chào Nguyễn Duy Giáp ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết ạ. Vision cá tính đời 2021, xe chạy 2.000 cây gần như mới ạ. 39.800.000 được có xe rồi. Mọi người like và chia sẻ bài like ngày hôm nay giúp cửa hàng đi ạ. Cả đang về rất là nhiều dòng xe khác, từ đời 2012 chỉ đến đời 2022, đầy đủ các màu sắc, đa dạng mẫu mã, từ form 125 cho đến 150 ABS cả đều có xe nha. SH 150 ABS đen nhám 2022 cả đều có xe ạ. Giá rất là ưu đãi, chỉ 106.800.000 là đã có SH 150 ABS đen nhám 2022 ạ. Xe gần như mới. AB đen nhám cả có xe bạn nha. AB đen nhám cả đang có 2 con, 39.800.000 là có LED đen nhám 2019. Đi ra thôi, chào phòng quan tâm nha. LED đen nhám, cả sẽ quay video chi tiết cụ thể để cho bạn tham khảo. Đời 39.800.000, 39.600.000. Đời 2019 đen nhám ạ. Bản này hiện tại vẫn còn đắt hơn bản đời 2020-21 nha. Bạn qua cả 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để tham khảo xe nhân chi tiết nha. Hoặc lát nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết và báo giá chi tiết cụ thể từng xe để cho bạn tham khảo ạ. Hoặc mọi người có thể truy cập vào website xemayhảidương.com. Trên đấy cửa hàng đăng đầy đủ tất cả các loại xe hiện đang có tại cửa hàng để cho mọi người tham khảo nha. Có giá xe, hình xe và chi tiết loại xe để mọi người tham khảo ạ. Vision bản đặc biệt, mọi người quan tâm đến dòng Vision không thể bỏ lỡ em này rồi. Vision đặc biệt đời 2021, bản này hiện tại xe mới đang dừng sản xuất, nó không ra cái mẫu này nữa rồi. Xe rất là đẹp nha. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều sang tên chính chủ được nha. Mọi người chỉ cần có chứng minh thư là được hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất. Hoặc ai đang có nhu cầu mua xe trả góp và có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp nha. Chỉ cần chứng minh thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ. Xin chào bác Vi nha. SH form đời 2022 và đang có rất là nhiều xe ạ. Đen trắng đỏ càng đang có rất là nhiều. Mọi người qua cửa hàng ở địa chỉ 289 Ngô Quyền để xem xe, đi thử và giải thử nha. Tất cả xe mua tại cửa hàng xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng ạ. Bảo hành máy nguyên chất, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước nha. Mọi người có thể qua cửa hàng để đi thử, chạy thử để trải nghiệm chất xe nha. Nhân viên cửa hàng sẽ tư vấn nhiệt tình và cụ thể ạ. Xin chào Đăng Nguyễn nha. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cửa hàng sẽ like chi tiết cụ thể từng dòng xe để mọi người tham khảo ạ. Hiện tại cửa hàng đang dồn địa chỉ 289 Ngô Quyền, chuyên các dòng xe ga, xe côn các loại ạ. Website cửa hàng có rất là nhiều xe, từ form đời 2015 cho đến đời 2022, 155 cả đều có xe ạ. Và
ở bên càng có chợ được mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng thư hoặc căn cước công dân, hỗ trợ trả góp chỉ từ 7 đến 10 triệu là có thể hỗ trợ trả góp rồi ạ. Bạn đủ 18 tuổi là được hỗ trợ trả góp xe mới, đủ 20 tuổi là được hỗ trợ trả góp xe cũ ạ. Mọi người cần tư vấn sâu vấn đề trả góp với đại bình số điện thoại và sẽ tư vấn cụ thể ạ. Xin chào cậu cả họ bán nha. Xin chào Nguyễn Trung Kiên ạ. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả sẽ like chi tiết cụ thể cho mọi người nha. SH150 ABS đen nhám 2022 ạ. Xe chạy nghìn cây gần như mới ạ. Giá 106.900 vậy ạ. Bản cao nhất của SH150 rồi ạ. Form 27, 18, 19 cả nó đang có rất là nhiều xe ạ. Chỉ từ 6, 7, 6, 9, 70 triệu là có thể có SH125 2017 đến 2019 là có xe ạ. Exciter Winner chỉ từ 26.800 là có Winner X 2020 rồi ạ. Exciter thì từ 21 triệu là có X150 rồi ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ đại bình luận dòng xe mình quan tâm, cái sẽ like chi tiết để mọi người tham khảo ạ. Hoặc có thể qua địa chỉ 289 là xe máy Đức Kiên 289 Ngô Quyền ạ. Để đi thử chạy thử ạ. Xin chào Vũ Tuấn Hiệp nha. Cậu cả họ Đoàn ơi, Vision càng có xe lướt càng có giá từ 28.900 là có Vision rồi ạ. Nó tùy từng bản mà cái giá nó sẽ khác nhau. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết và báo giá chi tiết để cho bạn tham khảo nha. Rất mong bạn sẽ ủng hộ cửa hàng ạ. Vision cửa hàng đang có xe bản đặc biệt, bản cá tính. Và đặc biệt 38.600 là có Vision đặc biệt 2021 màu đen nhám. Vision cá tính 39.800 Vision 2021 cá tính đen sần ạ. Xe gần như mới ạ. Bạn qua cả ở 289 Ngô Quyền để tham khảo xe, đi thử chạy thử cũng được nha. Tất cả mua xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất xe không tai nạn đâm đụng không ngập nước nha. Có hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ. Chào Lộ Trần nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Để xe like trực tiếp mọi người để bạn tham khảo ạ. Hát còn đang có rất là nhiều xe ạ. Trần ơi, Exciter cả đang có rất là nhiều xe nha. Chỉ từ 21 triệu là có Exciter 150 rồi ạ. Cả sẽ quay qua dòng xe Exciter để bạn tham khảo màu xe. Nhưng con này là X155 đời 2021. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể tất cả dòng xe Exciter để cho Lộ Trần để tham khảo nha. Xe tơ gà đang có rất là nhiều xe này. Chỉ từ 21 triệu là có X150 rồi ạ. Form cũ đến form mới, form bản đèn led và cũng đang có rất là nhiều xe. Đến bản X155 mới ra thị trường cũng có xe rồi ạ. Đặc biệt là đang có con X155 phiên bản bản đắt nhất hiện nay, X155 bản này. Khóa số cây đời 2021 xe như mới 41.800 triệu.
Xin chào Nguyễn Yên Thanh nhé. Cái của 55 khóa SMOK bản cao cấp nhất của phòng X của 55. Xe như mới luôn ạ. Giáp nhân viên cả cho người đường link chi tiết cụ thể cho bạn tham khảo nha. Xin chào Thảo Nguyên nha. Phu chào. Dòng xe cực độc cực hiếm. 22.800.000. 27.800.000 ạ. Xin mọi người 27.800.000. Xe máy cực chất, phải tận mới máy zin theo xe luôn ạ. Xe tự nhất nha. Ai đam mê dòng xe cổ không thể bỏ qua em phu trời này rồi. SH150 ABS biển kíp luôn, 18188 56.800 150.014. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm. Cần sẽ like chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo nha. Và xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới. Địa chỉ 289 Ngô Quyền, chuyên dòng xe ga, xe côn, xe số các loại ạ. Và địa chỉ 238 Ngô Quyền, chuyên dòng xe mới, xe 50cc. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ bình để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo nha. Xe hát hiện tại cửa đang về rất là nhiều xe, hơn 100 xe. Tất cả xe mua tại Gàng đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng. Bảo hành máy nguyên chất, xe không tai nạn đâm đụng, không gặp nước ạ. Đây là xe. Nhìn qua Khang thôi. Winner cả đang có xe nha. Đây là xe quay qua chi tiết hiện tại những dòng xe Winner. Rồi lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể để cho bạn tham khảo nha. Vinix 27.900.000, đời 2020. Winner 2020, 21-22 cả đang có xe nha. Các nhân viên gần sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể hoặc bạn có thể để lại số điện thoại. Nhân viên gần sẽ kết bạn Zalo và gửi hình và báo giá, tư vấn cụ thể để bạn tham khảo ạ. Mọi người có thể qua cửa hàng 289 Ngô Quyền để tham khảo xe, đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe ạ. Nhân viên cả sẽ tư vấn chi tiết từng dòng xe để cho mọi người tham khảo nha. Nhưng mà mọi người sẽ ủng hộ cửa hàng ạ. Chào Ngô Anh Quân nha. Đặc biệt là có chợ mua xe trả góp, lãi suất cực kỳ ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ cần có chứng thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ rồi ạ. Không thẩm định người thân, không giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân gốc nào ạ. Giải ngân nhanh, lấy xe ngay ạ. Mọi người quan tâm đến vấn đề thủ tục mua xe trả góp, vui lòng để lại số điện thoại cửa hàng sẽ alo tư vấn cụ thể ạ. Là xe máy Đức Kiên 289 Ngô Quyền, chuyên các dòng xe ga, xe côn, xe số các loại ạ. Chào Hoàng Văn Lâm nha. Hiện tại Facebook đang đọc bình luận nên mọi người cứ để bình luận, lát nhân viên cửa sẽ có nhân viên cửa hàng để
trả lời bình luận và tư vấn cụ thể ạ. Chào Đức Lưu Đức Thánh nha. Người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mà người quan tâm nhé. Và xe like và báo giá cụ thể ạ. Hoàng Văn Lâm ơi, X135 càng có hỗ trợ trả góp nha. Bạn chỉ cần có từ 5 triệu được hỗ trợ trả góp rồi. Bạn vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên càng sẽ tư vấn cụ thể ạ. Hino V3 càng hiện đang không có nào bạn ơi. Hino V3 bạn càng đang có xe mới bạn nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên càng sẽ báo giá Hino V3 từng bạn để bạn tham khảo nha. Ai quan tâm đến dòng xe LED, xe H hoặc xe Vision, là đang quay những dòng xe Vision đang có tại Vision bản cao cấp 2 đời 2021 35.900.000 là có xe rồi. Vision cá tính, Vision đặc biệt đen nhám càng đều có xe nha. SH từ 2012 cho đến đời 2022 càng đều có xe. Exciter càng đang có rất là nhiều, Exciter VinX càng đang có rất là nhiều xe. Mọi người vui lòng để lại số điện thoại hoặc để lại bình luận và sẽ tư vấn cụ thể để mọi người tham khảo nha. Hoặc có thể qua cửa hàng trực tiếp ở địa chỉ 289 Ngô Quyền để tham khảo xe, đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe ạ. Xe máy Đức Kiên rất cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng ạ. Danh Phú ơi, X155 càng đang có xe từ 38.900.000 là có X2 155 đời 2021 màu đen nhám ạ. Và sẽ quay trực tiếp qua những dòng xe để bạn tham khảo. Lát nữa nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể để bạn tham khảo nha. Đây X155 38.900.000 đời 2021 màu bản đen nhám ạ. Hoặc là cả đang có con bản Movista X155 Movista cũng đời 2021, xe sẽ mấy nghìn cây thôi ạ. Và X155 màu trắng xanh Movi và màu xanh bản cao cấp nhất hiện nay. Lát nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể để bạn tham khảo và bạn sẽ báo giá cụ thể từng xe để bạn tham khảo nha. Xin chào Phạm Văn Tiền nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Xin chào Phạm Văn Vinh ạ. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào? Cứ để lại dòng xe mình quan tâm nha. X155 cửa hàng đang có 4 xe, mỗi con một giá. Thấp nhất là 38.900.000 cho đến 40.800.000 và cao nhất là 41.900.000. Lát nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết và báo giá để cho bạn tham khảo nha. Bạn Danh Phú nha. Xe gem cả cũng đang có nhiều xe, chỉ từ hơn tầm 34 triệu là có xe gem rồi ạ. Dòng xe cổ, xe rất là đẹp. X150 28.800.000 là có xe rồi ạ. Xin chào Nguyễn Hậu nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Vui lòng để lại bình luận dòng xe mình quan tâm cả xe like chi tiết để mọi người tham khảo nha. SH Form đời 2017, 18, 19 đến 2022 cả đang có rất là nhiều xe, đầy đủ màu sắc, đa dạng về mẫu mã từ S125 cho đến 150 ABS, 125 ABS cả có xe ạ. Mọi người quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm cả xe like và sẽ tư vấn cụ thể nhiệt tình mọi người tham khảo ạ. Hoặc có thể qua địa chỉ ở 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe ạ. Tất cả xe đã mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe nha. Bảo hành máy nguyên, chất xe không tai nạn, đụng không gặp nước, an ninh trọn đời xe ạ.
hàng ngày sẽ cập nhật, hoặc mọi người có thể truy cập vào website xemayhaizuong.com. Hàng ngày cửa hàng sẽ cập nhật liên tục những hàng mẫu xe mới ra gần nhất ngày để mọi người tham khảo ạ. Trên đó có thể có rất nhiều các dòng xe, có giá xe, hình xe và thông tin xe cả đều đăng ở trên website xemayhaizuong.com ạ. Xin chào Dũng Martin nha. Đang quan tâm đến dòng xe nào bình luận, cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe lai chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo ạ. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bài live ngày hôm nay. Chào và hẹn gặp lại ở bài live sau ạ.